cháu 10 lần cháu đi không được, cháu cứ thắc mắc trong lòng là chú ơi ngài đang ở đâu, sao ngài không cho con đi Mỹ. Và cháu chỉ nghĩ đến chuyện đi Mỹ thôi, chuyện đi Mỹ thôi cháu là chuyện quan trọng nhất. Và cháu khóc là vì cháu khóc bởi sự hoang mang, và cháu khóc bởi vì cháu cứ hỏi chú mãi mà chú chẳng trả lời. Nhưng mà đến bây giờ, cho dù cháu có khóc đi nữa thì đó là những giọt nước mắt của sự hạnh phúc, của sự bình an, vì cháu biết rằng ngài đã thực sự cứu cháu và thực sự luôn luôn ở bên đời sống của cháu, chúc phúc cho cháu mỗi ngày. Amen. Giờ đây con thấu hiểu hết mọi điều, Chúa cao chịu thấy con rồi, ôi huyết Giê-xu đun trên đồi Gô-gô-tha vì tội con đó. Giờ đây con thấu hiểu hết mọi điều, chính Giê-xu đưa con về bên Chúa Cha tình yêu nhân từ.
chuông.